Ok, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải game Call of Duty và chơi được trên điện thoại nha. Ở các phiên bản khác nhau. Đầu tiên là anh em tải ứng dụng Tap Tap. Link tải mình để ở phần mô tả nha anh em. Sau khi anh em tải về và cài đặt xong thì giờ mình mở cái ứng dụng Tap Tap lên cho anh em xem nha. Giờ trong nút tìm kiếm anh em gõ vào từ khóa là Call of Duty giùm mình nha. Rồi sau khi anh em gõ sau anh em tìm. Đó, đây có những phiên bản khác nhau nha anh em. Phía trên là phiên bản dành cho thị trường châu Âu. Ở dưới là dành cho trường Trung Quốc. Đó. Đây là phiên bản châu Á. Dưới đây dưới phiên bản châu Á là phiên bản Hàn Quốc. Anh em thích phiên bản nào thì anh em tải về và cài đặt thôi. Và sau khi anh em tải về, anh em tải thêm cái ứng dụng này giùm mình nhé. Đó, cái ứng dụng anh em vừa góc trái màn hình, anh em tải cái ứng dụng solo VPN OneTap phía trên cùng giùm mình nha anh em. Nó dùng để làm gì thì hồi anh em sẽ biết nha. Sau khi anh em cài đặt thành công Call of Duty, giờ mình sẽ mở cái ứng dụng lên cho anh em nha. Mở trò chơi lên. Đó. Riêng phiên bản của châu Á thì anh em cứ tải về rồi cài đặt chơi bình thường nha anh em. Còn đối với riêng các phiên bản như là châu Âu và Hàn Quốc thì anh em phải pay ID sang các quốc gia bạn. Ok, giờ anh em tìm cái ứng dụng hồi nãy mình tải, nó là Solo đó anh em. Solo VPN á. Anh em mở cái ứng dụng đó lên nha. Anh em mở ứng dụng rồi tìm cái nếu anh em chơi phiên bản Hàn Quốc thì anh em vào tìm cái server Hàn Quốc. Đó, như vậy là thành công rồi đó anh em ạ. Sau khi kết nối thành công thì anh em thoát ra và vào game. Đối với phiên bản châu Âu thì cũng vậy nha anh em. Anh em phay sang thị trường châu Âu là chơi được rồi. Clip mình xin kết thúc ở đây. Anh em thấy clip hay thì nhớ share, like và chia sẻ với bạn bè cùng biết nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Và quên nữa, anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nha anh em. Destroy the objective. We got the bomb.
Enemy in sight. Changing mag. The bomb has been planted. Time's almost up. Nice work. Get ready for the next round. Destroy the objective. Bomb acquired. Grenade out! Reloading! Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Defend the objective. They have the bomb. Cover me! Oh.
out, sniper! Time's almost up. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Hold B! Defend the objectives. The enemy has the bomb. Get down! Sniper! Cover me. Reloading. Reloaded. It's all up to you now. Finish the mission. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Hold A! Defend the objective. They have the bomb. Reloading! Cover me! Frag out! Frag! The enemy has the bomb. Enemy contact. Last man standing. Finish it. The bomb has been planted. Well done. Could you join our clan? Time's almost up.